Giờ mình sang câu 23. Câu 23 là một câu cực kỳ hay. Mà muốn nắm được câu 23 này thì chúng ta cần phải có nền tảng kiến thức lý thuyết rất quan trọng. Đó là cái phần nền tảng kiến thức lý thuyết về phản ứng vôi tôi sụt. Vôi tôi sụt. Nha. Đấy. Thì bây giờ thì nhắc lại phương trình tổng quát của vôi tôi sụt để bạn nắm được. Tổng quát của vôi tôi sụt là tất cả những anh có dạng RCOO, NA mà cộng với lại NaOH trong môi trường CO đun nóng nhẹ thì nó tạo thành RH cộng với lại Na2CO3. Đấy là tổng quát. Cái phương trình đặc trưng mà mình hay gặp nhiều nhất của vôi tôi sụt, hay gặp nhiều nhất của vôi tôi sụt đó là CH3COONA cộng NaOH, đúng không? CO nhiệt độ thì mình thu được cái gì ạ? CH4 cộng với lại Na2CO3. Đấy, đấy là hay gặp nhiều nhất nhá. Thế nhưng mà trong đó mình lại cũng có những anh đặc biệt đáng lưu ý. Ví dụ như CH3 COONA COONA mà cộng với NaOH CO nhiệt độ thì phải ăn 2 NaOH để tạo thành CH4 cộng với Na2CO3 là 2. Đấy. Và những cái này đều là những cái cực kỳ quan trọng, các bạn cần phải lưu ý thật kỹ nhá. Các bạn ghi lại nhá. Sau đó bây giờ mình mới đi vào cái câu số 23 này. Ester 2 trước X thủy phân trong Y. Thì đầu tiên này chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta có hai trường hợp của ester 2 trước. Câu này là một mức độ vận dụng cao nhá. Chúng ta có hai trường hợp của anh ester 2 trước. Trường hợp số 1. Trường hợp số 1 của ester X 2 trước nhá, X 2 trước. Trường hợp số 1 là nó có dạng là R1COOCH2. R1COOCH2 là ester tạo bởi từ axit đơn chức và alcohol 2 chức. Được không ạ? Và tương tự như vậy thì mình sẽ có cái trường hợp số 2 nhá. Cái trường hợp số 2 của chúng ta. Cái trường hợp số 2 của chúng ta là ester ta có dạng là R COOR2. Đây cũng là ester 2 chức. Được chưa? Đây mình có hai trường hợp. Thủy phân trong NaOH dư. NaOH dư thu được ancol y. Đấy, ancol y chúng ta là gì ạ? CH2 OH ethylen glycol. Đúng chưa? Và muối Z. Muối Z của chúng ta nó là R1COO. Được chưa? R1COO Na. Nhá. Nung Z trong NaOHCO, đây là vôi tôi sút chưa? NaOHCO là vôi tôi sút rồi. Đúng chưa? Nung Z thì ra sẽ thu được RH đúng không? RH này chính là hợp chất hữu cơ T mà T có số C bằng số C trong Y. Vậy suy ra T bằng số C trong Y, vậy T ta sẽ có 2C. Được chưa? Mà T của chúng ta có 2C. Suy ra thằng Z của chúng ta là phải có 2 cộng 1 là nó có 3C. Vậy với trường hợp 1 mình sẽ có Z lớn hơn Y là 1C. Z hơn Y là 1C với trường hợp số 1. Được chưa? Nhìn thấy cho kỹ nhá. Xong một trường hợp. Mình sang trường hợp số 2. Là anh này khi tác dụng với NaOH. Tác dụng với NaOH dư. Thì có phải mình sẽ thu được anh Y là alcohol là R2OH. Anh Z sẽ là RCOONA. COONA. Vôi tôi sút. NaOH. CO không? NaOH CO không? Thì mình thu được RH. Đây là anh T. Vậy suy ra T ít hơn Z là 2C. Đúng không đấy? Mình nhìn đấy. R cộng 1C, 1C, R cộng 2C đây chỉ còn RH. Đúng rồi, T ít hơn Z là 2C. Mà số C của T lại bằng số C của Y. C của T lại bằng C của Y. Nên có phải suy ra là Y ít hơn Z 2C không? Đấy. Vậy Z tương đương với việc là Z hơn Y 2C. Nên đáp án chính xác ở đây của chúng ta đó là chọn A hoặc B, hay nói khác A hoặc B là đúng. Hay không? Một câu cực kỳ hay nhá. Với câu số 23 này.